Phương mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của Phương ha. Thì hôm nay buổi chiều mát nè, Phương ra ngoài vườn để Phương dọn cái dàn khổ qua cũ này. Phương chuẩn bị trồng khổ qua mới ha. Nay qua Tết á, cũng bước sang mùa hè cả nhà. Vườn của Phương á, hiện tại thì nó còn trống, chưa có trồng gì á. Cho nên là bắt đầu chuẩn bị để dọn dẹp, chuẩn bị trồng cây mới mùa hè ha. Cái dàn Phương đã dọn xong à, bây giờ Phương sẽ đem đất cũ này đi phơi ha. Phơi cho nó khô á, rồi mình sẽ xử lý, mình trộn phân lại mình trồng cây. Thì đất Phương đã phơi 2-3 ngày cả nhà, nó khô rồi nè. Thì hôm nay Phương sẽ trộn ha. Ở đây khoảng 4 thùng sân đất, Phương sẽ cho vô là 4 bao đất mới ha. Thì 4 bao đất mới này khoảng 20kg. Phương trồng khoảng 6 tháng là Phương trộn đất mới vô một lần ha. Thì cái đất này Phương trồng cũng mấy mùa khổ qua cả nhà, nó cũng cũ à. Cho nên là Phương mua đất mới này vậy Phương trộn vô ha. Để trộn phân cho cây ăn trái á, cũng giống như mỗi khi Phương trộn ha. Trong đây thì có phân gà, phân NPK, bột vỏ trứng gà, rồi tro trấu, sơ dừa, trấu tươi. Tất cả mình cho một lượng dừa đủ trong đây thì mình trộn đều lên ha. Để có thời gian á, mình trộn đất trước mình ủ á. Mình ủ càng lâu thì đất nó sẽ càng tốt ha. Còn nếu như mà mình không có thời gian thì mình trộn mình trồng liền luôn cũng được. Nhưng với một điều là các bạn chú ý là mình trộn phân vừa đủ với lại ít thôi ha. Đừng có trộn nhiều phân quá. Tại vì cây còn nhỏ mà nhiều phân quá, cây nó dễ bị sốc phân, nó chết đó cả nhà. Nói chung là mình trộn phân vô trong đây á, để cho đất nó có dinh dưỡng thôi ha. Khi mà cây mà mình trồng cây lớn á, thì mình có thể bổ sung thêm phân cho cây ha. Thì đất cũ á, Phương đã phơi nắng cho nó khô. Rồi Phương xử lý đất, Phương trộn phân rồi xong hết. Phương cho vô trong chậu rồi Phương đem qua bên đây. Phương làm lại cái dàn rồi Phương trồng cây khổ qua vô ha. Khổ qua này thì Phương ôm hơn 10 ngày rồi ha. Thì khổ qua cỡ này á, mình trồng được à. Mình trồng xuống đây nó nhanh phát triển lắm cả nhà. Trồng khổ qua xong mà thì mình tưới nước sương sương cho cây ha. Cây mới trồng thì mình không nên tưới nước nhiều nha cả nhà. Mình tưới ít nước thôi là được. Khổ qua trồng ra được 8 ngày rồi ha. Thì hôm nay Phương sẽ bón phân cho khổ qua. Mấy cái lá gốc này á, nó rậm quá thì mình sẽ cắt bớt ha. Mình cắt mình bỏ bớt cho nó trống nè. Cắt có một tay à, một tay Phương cầm cái máy á, cho nên là nguy hiểm cả nhà. Cắt trúng cọng dây là nó đứt luôn. Cho nên là Phương không cắt nữa, Phương dùng tay Phương ngắt ha. Thì ngắt mấy cái lá gốc này cho nó trống trải á, cho nó thoáng, cho cây nó không có dễ bị sâu rầy nữa cả nhà. Còn mấy cái lá này á, mình ngắt xong mình sẽ bỏ vào cái hũ rác nhà bếp này luôn ha. Phân đây Phương ngâm 2 ngày nó tàn rồi ha. Thì bây giờ Phương sẽ cho thêm vô là phân cá. Rồi Phương quậy đều lên để Phương tưới cho khổ qua. Thì hôm nay khổ qua nó cũng lên cao nè. Cây nào mà nó cao thì mình sẽ ngắt ngọn ha. Ngắt ngọn để cho nó ra nhánh đó cả nhà. Nó ra được nhiều nhánh thì nó sẽ có nhiều trái hơn ha. Khổ qua này được 2 tuần rồi ha. Thì nó lên cao nè cả nhà. Nhưng mà nó chưa có ra nụ ha. Thì Phương kiểm tra xem cái ngọn nào mà nó không có nụ á, thì Phương sẽ ngắt ngọn thêm lần thứ hai ha. Còn cái ngọn nào mà nó có nụ hoa cái thì mình để lại nha cả nhà. Nụ hoa cái á, nó có cái trái kèm nhỏ xíu à, thì cái đó là hoa cái ha. Còn những cái nụ hoa mà nó không có cái trái cả nhà, là cái đó là hoa đợt. Ngắt ngọn lần thứ hai xong rồi á, thì Phương chuẩn bị phân để bón cho khổ qua nuôi trái ha. Khổ qua hôm nay được 21 ngày rồi ha. Hôm nay Phương sẽ bón phân cho khổ qua. Có mấy cây khổ qua nó bị bệnh nè cả nhà. Lá nó bị quéo quéo như thế này ha. Cái này Phương cũng biết là nó bệnh gì nữa cả nhà. Giống như là bị bọ trĩ bu chích hút, cây nó quéo hết trơn nè. Thì cây khổ qua này cũng dễ á. Mình cứ ngắt ngọn ha. Nó sẽ ra nhánh mới. Thì hy vọng là nó ra nhánh mới nó sẽ hết bệnh ha. Thì cây khổ qua thì nó sẽ hết bệnh được cả nhà. Còn chẳng hạn như là cây dưa
thì nó khó ha, cây dưa nó khó hết bệnh lắm. Cây dưa nó bị bệnh rồi chỉ có nước là nhổ bỏ thôi. Đây là những cái trái đầu tiên li ti này cả nhà. Cái cây mấy bên đây cũng có trái rồi nè. Cây khổ qua này á là cây khổ qua nó tự mọc ha, không có chăm sóc, không có mà trộn đất trộn phân gì hết mà nó tốt nè cả nhà. Nói chung là trồng cây cũng hên xui á, nhiều khi mình chăm sóc quá cây nó cũng không có được đẹp nữa. Còn những cái cây mà nó mọc tự nhiên á thì nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi bây giờ Phương sẽ bón phân ha. Phân này Phương ngâm từ sáng chiều nó tan à. Bây giờ Phương tưới cho khổ qua nè. Mấy cây này nó cũng bị quéo lá hết trơn luôn nè cả nhà. Cũng biết là nó bị cái gì nữa ha. Thì để Phương khắc phục xem coi nó có hết được hay không ha. Khổ qua hôm nay nó được 1 tháng ha. Nó bò lên vàng hết rồi nè cả nhà. Thì bây giờ Phương xem á, cái chỗ nào mà cái ngọn nó không được đẹp á thì Phương sẽ cắt tỉa bỏ ha. Với lại mấy cái nhánh mà dưới gốc á cả nhà, mình cắt tỉa hết luôn ha. Khổ qua bây giờ bắt đầu có trái nè cả nhà. Đây như cái nụ mà nó nở bông rồi nè. Cái khổ qua này là nó tự đậu luôn cả nhà, không có cần thụ phấn ha. Nếu mà các bạn rảnh tay thì các bạn cứ thụ phấn, hái cái hoa đực á, mình chấm với cái hoa cái mình thụ phấn ha. Bây giờ Phương sẽ cắt tỉa nè, mấy cái lá gốc với lại mấy cái nhánh ở dưới gốc á là Phương cắt tỉa hết luôn ha, để dưỡng cho cái cây nó nuôi cái phần ở trên đó cả nhà. Cây này thì nó có trái rồi cả nhà, trái cũng to á, nhưng mà nó bị vàng á, Phương bẻ bỏ rồi ha. Cây mà mấy cái đợt trái đầu á mà nó chậm lớn với lại nó bị teo bị vàng á thì các bạn cứ cắt bỏ ha. Thì mấy cái đợt trái sau á thì nó sẽ to, sẽ lớn nhanh, tại vì cây nó còn yếu á cho nên là nó chưa có nuôi trái được, là trái nó sẽ vàng teo cả nhà. Thì mình cứ cắt bỏ ha, những cái đợt trái sau thì nhất định nó sẽ đậu trái. Vườn mà có nhiều ruồi vàng á, côn trùng bu chích hút á, thì khi mà cây mà nó ra trái mà nó đậu rồi á thì mình lấy cái bọc ni lông á mình bọc lại ha. Khổ qua được 36 ngày rồi ha. Thì sau 6 ngày Phương chăm sóc, Phương cắt tỉa thì khổ qua bây giờ nó nuôi trái bự to nè cả nhà. Đây là những cái trái khổ qua đầu tiên ha. Thì Phương xem á, trái nào mà nó đẹp Phương sẽ để là vài trái để mình làm giống ha. Mấy cái ngọn này nó bò ra ngoài nè cả nhà, thì mình gỡ dây á, mình kéo nó vô ha. Còn đây là cái trái khổ qua của cái dây khổ qua mà nó tự mọc với cả nhà. Trái thật là dài luôn ha. Trên đây á chỉ có ruồi vàng á cả nhà, cho nên là Phương bọc lại nè. Nói chung là Phương lười, Phương không có bọc á. Mà nếu như mình không bọc có sợ mấy con ruồi vàng nó chết á, ruồi vàng nó chết là bị vàng nó sẽ hư ha. Còn mấy trái này thì Phương nhát lên trên Phương giấu nè. Hôm bữa Phương thấy ruồi vàng nó bay quần quần đây cả nhà, cho nên là Phương sợ nó chết. Nên là các bạn trồng khổ qua, các bạn muốn khổ qua mà không có bị ruồi vàng chết á, thì khi mà trái đậu rồi thì mình nhanh mình bọc lại ha. Khổ qua này gần tháng rưỡi rồi cả nhà. Thì tính từ lúc trồng đến giờ á 42 ngày ha. Thì hôm nay là Phương thu hoạch lần đầu tiên. Thì có 3 trái đẹp á, Phương để lại làm giống ha. Đây cái trái này. Còn 2 trái phía dưới nữa cả nhà. Thường trồng khổ qua những cái lứa trái đầu tiên á, Phương sẽ chọn những cái trái suông dài đẹp Phương để giống ha. Thì mình để giống á, mình sẽ có hạt để mình trồng tiếp theo những mùa sau ha. Rồi bây giờ Phương sẽ thu hoạch ha. Phương sẽ lựa những cái trái mà nó không lớn được ở nhà, với lại những trái khổ qua mà mình thu hoạch được rồi á, mình sẽ cắt hết luôn ha, để cho cây nó có sức á, nó nuôi những cái đợt trái mới ha. Đây 2 trái này nó đẹp rồi cả nhà. Vậy Phương sẽ để giống ha.
nếu mình trồng một đợt qua mình lựa những trái mà đầu tiên á mà nó xuông dài cái này cả nhà, mình phải giấu nha. Phương sẽ bọc lại nha. Đây, hôm nay Phương hái được một rổ rồi cả nhà. Đây là cái đợt qua đầu tiên ha. Thì Phương để giống lại là ba trái. Thì khi mà mình thu hoạch xong củ qua, mình sẽ cắt tỉa những cái nhánh ngọn mà cục đẹp cả nhà mình bỏ ha. Với lại những cái lá gốc, lá già mình tỉa mình bỏ bớt ha. Rồi sau đó mình bỏ phần thì nó sẽ ra cho những đợt tới mới ha. Mình có thể thu hoạch được 3 tháng nha cả nhà. Đó thì cách trồng, gieo trồng chăm sóc như thế nào á thì Phương có chia sẻ hết cho cả nhà rồi ha. Phương chúc cả nhà thành công. Thì cây khổ qua theo Phương trồng khổ qua từ nào đến giờ thì Phương thấy cây khổ qua nó dễ chăm sóc nhất cả nhà. Nó dễ chăm sóc hơn là cây dưa ha. Cây dưa thì nó cần nhiều nắng. Còn cây khổ qua này á, Phương trồng ở cái chỗ này nói chung là cũng có nắng nhưng mà nắng xế chiều cả nhà. Hướng tây á, xế chiều khoảng 3 giờ thì nắng nó sẽ rọi vô trong đây nha. Thì nó rọi tới tối luôn cả nhà. Đó cho nên là cái dạng khổ qua này nó phát triển nó có trái bình thường ha. Đó, thì cây khổ qua là chỉ trồng một chỗ này thôi cả nhà. Còn những cái loại cây khác là không có được ha. Chẳng hạn như cây mướp á, cây mướp nè, cây bầu nè, rồi cây dưa. Phương trồng chỗ này là nó không có trái gì cả nhà. Còn cây khổ qua là nó sẽ có trái ha, có trái bình thường. Đó thì khổ qua cũng rất là đơn giản dễ trồng. Cả nhà dùng một cái chậu với lại mình làm một cái dạng đơn sơ như thế này á thì khổ qua nó cũng có thể phát triển và có trái bình thường nha. Phương chúc cả nhà thành công. Thì video của Phương hôm nay đến đây Phương xin được kết thúc. Phương cảm ơn cô chú anh chị và các bạn xem hết cái video của Phương ha. Phương chúc cô chú anh chị và các bạn luôn được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, thì luôn thành công cuộc sống. Thì video của Phương á, cô chú anh chị và các bạn xem thấy có hay nè, có hữu ích, thư giãn, cả nhà nhớ cho Phương xin một like, một chia sẻ và nhớ nhấn chuông cái kênh để ủng hộ Phương nha, để theo dõi tiếp những video mới của Phương. Bây giờ thì Phương xin chào cả nhà, hẹn cả nhà trong video mới tiếp theo của Phương ha. Bye bye.